thỏa mong ước của fan, Jin Tuấn Kiệt Puka thông báo tin vui chỉ trong một đêm. Tối mùng 6 tháng 1, đêm tổng kết và trao giải, giải thưởng ngôi sao xanh lần thứ 9 năm 2022 chính thức diễn ra. Cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất hiện nay, Jin Tuấn Kiệt Puka đã xuất sắc nhận cúp vàng danh giá. Đây được xem là tin vui lớn của cặp đôi vào đầu năm mới. Cụ thể, sau thời gian dài chờ đợi, các đề cử thuộc những hạng mục tại ngôi sao xanh 2022 đã chính thức tìm được chủ nhân. Tại hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất, mảng web drama, Puka đã được xướng tên. Đây là giải thưởng được quyết định bởi hội đồng ban giám khảo. Với vai diễn trong phim Kẻ Độc Hành, Puka đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả và giới chuyên môn. Phát biểu trên sân khấu sau khi nhận giải, Puka không giấu được sự xúc động. Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiệp, khán giả, người thân và tất cả những người đã hỗ trợ mình, đặc biệt là Huỳnh Lập. Còn Jin Tuấn Kiệt, anh đã chiến thắng giải nam diễn viên được yêu thích nhất mảng truyền hình. Đây là giải thưởng được bình chọn bởi khán giả xem đài. Trong năm qua, Jin Tuấn Kiệt đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ diễn xuất ngày càng chắc tay của mình. Thông tin cặp đôi Puka Jin Tuấn Kiệt đồng loạt giành chiến thắng tại ngôi sao xanh 2022 nhận được sự chú ý lớn của đông đảo khán giả. Nhiều lời chúc tốt đẹp được gửi đến cặp đôi. Thời gian vừa qua, cặp đôi liên tục được đẩy thuyền bởi sự đẹp đôi cũng như tương tác ăn ý khi xuất hiện cùng nhau. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án tiếp theo của hai diễn viên.